đây cây kia sang cây kia mới có 4 mét chứ mấy. Mặt này. Vâng. Nhưng mà bây giờ đất như nhà em đấy thì phải trồng khoảng độ 5 mét rưỡi. Là cái loại này. Ừ. Thế còn diễn? Diễn trồng 5 mét được, thoải mái. Diễn thì trồng 4 mét rưỡi, 5 mét thôi. Ừ. Nhưng mà riêng giống chín sớm này phải trồng 5 đến 6 mét. Thì nếu mà đất pha cát là trồng chín phải sớm. Chín sớm là nó cũng được ăn sớm luôn nhỉ? Loại này thì ăn sớm nhất, ăn từ rằm tháng 8 đến tháng 9 năm lịch. À, ngon. Loại này thì không có bưởi nào ngon hơn. À, bưởi nào ngon hơn. Kể cả bưởi diễn xịn không ngon bằng đâu. Ăn nó ngọt mát như diễn hay là... Nó ngọt đậm nhưng mà cái vị thơm của nó ấy, nó rất là khó tả. Chỉ có người nào ăn thì biết thôi. Nó mới cảm nhận được hết. Hồi cháu là cái người ăn nhiều bưởi ngon nhất. Nhưng mà vẫn quay về bưởi này không có bưởi nào ngon hơn được. Mà nó rất dễ làm, nhưng giống này thì hiện tại bây giờ nó ít. Mỗi một năm cả dân nhà cháu ngày xưa từ đây, từ những cây đầu dòng như này mà chiết cành nhân ra cho anh em bà con này ở trong quanh làng này thì mới được khoảng độ... Bưởi diễn thì khả năng chỉ trồng 3 mét. Không được, bưởi diễn phải trồng 5 mét, 4 mét rưỡi đến 5 mét chứ không phải 3 mét đâu. Bởi vì bây giờ tính nó trồng nó thưa, nó nhỏ nhưng mà sau này đến năm thứ 7, thứ 8 là nó sẽ... Những cây này của anh chỉ trồng 4 mét. Đấy là ngày xưa trồng mau. Số điện thoại của cháu là 0968129996. 0968 12. Vâng. 9996. 39. Vâng, một con 6 đuôi. 0968 12. 3 con 9. 16. Đấy các chú xem thế này thì nhà áp dụng là vẫn phải tính cái, trừ khi đồi dốc thì không phải làm rãnh, nhưng mà nếu mà đồi thoải hoặc là đất đồng bằng như dạng nhà cháu ấy thì bắt buộc là nó phải có một cái rãnh rộng khoảng độ 40-50 cm và chiều sâu khoảng 30-40 cm, chủ yếu là để thoát nước và để ngăn cái bộ rễ nó không bò nan ra. Thì khi mình bón như đây này, chuẩn bị mình bón một đợt cani trước khi mưa trận to vừa rồi này, thì mình bón bây giờ nó đã tan hết rồi và nó ăn hết. Bây giờ chỉ cần lấy tay cấu nhỏ lên, ví dụ cái đất này này, lấy tay cấu nhỏ lên là nó sẽ có rễ ở dưới này. Đấy, cấu nhỏ lên là nó có đất rễ. Thì... ở đây là cơ bản vườn nhà mà mình cứ bón nó chỉ quanh thôi. Đúng rồi. Đấy, như cây bưởi này quả nó sai nhưng mà nó có trùng đôi mấy đâu mà. Ừ. Nó chỉ có trùng một quả. À, em có đây này, cái bưởi này ngon này. Đấy, vâng. Cây này là có hiện tượng uống nước đấy nhá. Cây này bộ rễ kém này. Mà cây này là nó nhiều quả quá, bón ít hơn này. Nếu cây này bón bao giờ phải gấp rưỡi những cái cây bên cạnh. Cây này đã nó chuẩn rồi. Quả nó ít đấy, cây này ít. Không, thế này là... thế này là sai, nhưng mà so với cây bên này là chưa là cái gì. Đấy, thì đương nhiên cây này ít quả hơn, nhìn cái lá nó đẹp hơn nhiều. Còn bên này cây nó hàng 300 quả, 200 quả này thì... nhiều tiền quá. Đấy. 100 quả cây này thôi. Kiếm với vài 3 triệu là được rồi. Vâng. Đấy, mà cái khoảng cách này đã rộng hơn ở nhà em rồi đấy nhá. Là 5 mét và đến bây giờ nó đã bắt đầu giao rồi. Cho nên là... mà nếu mà nói về để mà cây trồng thì anh cứ nhìn lên là anh biết đúng. Nó tơ cây. Nhưng mà những quả đấy ăn không ra gì. Nó chỉ để thờ thôi. Nó cứ phải là quả nhỏ, quả tròn. Rồi. Cây nó phải sai.